Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi xây dựng một video clip để có thể thanh lý cho quý anh chị em và các bạn một lúc 5 cái mẫu xe Toyota Camry hiện tại đang có mặt tại showroom của chúng tôi Đức Thiện Ô tô, Đức Bền Ô tô tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì chúng tôi hiện tại đang có rất nhiều những cái mẫu xe Toyota Camry đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì cái chiếc xe đầu tiên thì chúng tôi cũng muốn đăng bán cho quý anh chị các bạn. Chính xác là 6 cái mẫu xe Toyota Camry đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Chiếc xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Camry 2.4G, sản xuất năm 2010, màu bạc, tư nhân một chủ, biển Hà Nội. Xe này đang chào bán với mức giá là 528 triệu đồng. Cái mẫu xe thứ hai là mẫu xe nhập khẩu các bạn nhé, Toyota Camry 2.0G nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và mẫu xe này đang được mẫu xe này cũng là tư nhân một chủ với đi được có 5.000 km các bạn nhé, 5.000 km các bạn ạ. Biển thì đăng ký biển tỉnh và đang chào bán với mức giá là 1.025 triệu đồng các bạn nhé, 1.025 triệu đồng. Xe này gần như chắc chắn là như mới các bạn ạ, lốp sơ cua chưa hạ mới đi được có 5.000 km. Và đương nhiên rồi, không gian nội thất của nó thì đánh giá là cực đẹp. Đấy. Tiếp nữa thì chúng tôi có Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2019, màu trắng, tư nhân một chủ các bạn nhé, màu trắng, và đang chào bán với mức giá là 1.040 triệu đồng các bạn ạ, 1.040 triệu đồng. Rồi tiếp tục nữa chúng ta đến với lại Toyota Camry 2.0e các bạn ạ, 2.0e sản xuất năm 2013, xe được trang bị thêm rất nhiều những trang thiết bị phụ kiện bao gồm có camera 360 độ, camera 360 độ đầu DVD, camera lùi, rồi hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Cái dòng xe Toyota Camry này thì có biển số rất đẹp là 40963. Xe này đang chào bán với giá là 648 triệu đồng các bạn nhé, 648 triệu đồng. Tất cả những dòng xe Toyota Camry hiện tại đang có mặt tại cửa hàng chúng tôi đều nhận hỗ trợ trả góp trị giá lên đến 70%. Và với chính sách hỗ trợ lãi suất rất là linh hoạt, chỉ 0.64% một tháng các bạn nhé. Cái mẫu xe này thì các bạn có thể thấy đang chào bán với mức giá là 648 triệu đồng các bạn nhé. Rồi tiếp tục của chúng ta có một dòng xe Toyota Camry 2.0e sản xuất năm 2016 các bạn nhé, 2.0e sản xuất năm 2016. Và mẫu xe này có giá là 755 triệu đồng, hỗ trợ trả góp lên đến 80%. Xe này đương nhiên là còn rất đẹp các bạn ạ. Hỗ trợ trả góp đi 80%, 80% các bạn nhé. Rồi tiếp tục chúng ta đến với cái mẫu xe cuối cùng, đó chính là mẫu xe Toyota Camry 2.0e 2.5Q sản xuất năm 2018, tư nhân một chủ, biển Sài Gòn. Và mẫu xe này đang chào bán với mức giá là 1.070 triệu đồng. Giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu như anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái hoặc là công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.